Nước Nhật, động đất, sống thần ừ, Nhiều người đe dọa suốt ngày Vậy mà thích sống bên đó nhỉ Thì thật ra cũng có nhiều bạn Mà muốn đi sang Nhật Mà cũng lo ngại về những cái vấn đề Động đất, sống thần này nọ nha nè Đấy, như vậy đó Thì mình muốn nói với các bạn á Thì thật ra cái vấn đề động đất, sống thần á Động đất á, nhẹ thôi nha Thì nó xảy ra liên tục à Nhưng mà nó chỉ là cung cung hơi hơi thôi Nó không có vấn đề gì cả Còn mà động đất, sống thần Những cái thiên tai lớn á Để mà xảy ra tình trạng mà mất á thì nó rất là ít các bạn ví dụ một năm như vậy đó thì có một hai lần thôi các bạn không biết các bạn xem ở đâu mà các bạn thấy nhiều xảy ra hàng ngày đó mình mình không biết nha chứ thật ra một năm nó chỉ có một hai lần vậy thôi và cái số lượng thiệt hại của nó thiệt hại về của về tai nạn về tòa nhà sập hay này nọ gì đó thì thì nó nhiều nhưng mà để cái số lượng mà người mất á thì nó ít lắm mà và nó nằm ở những cái vùng mà rất là Trọng tỷ điểm mà mấy cái vùng mà cái kiểu mà ven biển hay là mấy cái vùng mà đặc biệt thì sao đó nha đấy thì thì nói chung là bị thì thui chịu thôi đó còn ở Việt Nam thí dụ như tai nạn giao thông xảy ra hàng ngày đó thì sao đấy các bạn thấy đó đúng không cho nên là ở đâu thì nó cũng sẽ có cái này cái kia và đối với mình á Nhật nó vẫn là một cái quốc gia rất là tốt về an sinh xã hội này về đồ ăn này về thực phẩm về về không khí này về giáo dục này vân vân và vân vân có rất là nhiều thứ đúng không cho nên là nhật nó nằm ở một cái top đầu của thế giới mà các bạn chứ không phải đơn giản gì mà mới ship được nền kinh tế mà đứng đạt hàng đầu thế giới và những cái chất lượng về giáo dục về y tế về này về kia về nọ đúng không à, còn đương nhiên thì mỗi một cái quốc gia nào nó cũng sẽ đều có những cái hạn chế của nó đều có những ưu điểm và nhược điểm và nói về cái vấn đề á, là thích sống ở đâu á, thì đó là tùy theo cái quan điểm của mỗi người nha các bạn có người người ta thích sống ở nhật có người người ta thích sống ở việt nam vân vân không, có người ta không thích sống ở hai nước này thích ở nước nào khác chẳng hạn thì thì cái đó là tùy theo cái quan điểm mỗi người cho nên là mình mình không nói được à, tuy nhiên thì mình muốn nói á, những người mà qua làm công nhân bình thường thôi mà cái dạng không có trình độ bằng cấp á, thì sang nhật vẫn có thể kiếm tiền vẫn có thể đi làm sống cuộc sống rất là thoải mái các bạn ví dụ như một thực tập sinh sang nhật này chỉ là lao động cầm công nhân bình thường thôi nhưng mà vẫn có thể là mua được iphone mua được đồng hồ hiệu đấy thậm chí là có thể gửi về cho gia đình mỗi tháng 5 triệu 7 triệu 10 triệu gì đó đó quá là tuyệt vời đúng không còn ở Việt Nam ví dụ như mà các bạn tốt nghiệp cấp 3 xong các bạn gây làm công nhân đi thì thì làm sao mà có được những cái à, à, thu nhập ổn định như vậy. Còn những bạn mà có trình độ thì mình không nói rồi, chứ có trình độ thì các bạn ở đâu các bạn vẫn sống được mà đúng không? Đấy thì, thì, thì vấn đề đó mình không nói. Riêng mình mình thấy nha là ở Nhật này là các bạn sẽ sống rất là dễ dễ dàng kiếm tiền đối với những người mà không có trình độ không có bằng cấp gì cả vẫn kiếm tiền vẫn sống rất là ổn đấy còn mà nói về thích sống ở đâu thì nói chung quan điểm của mình thì mình vẫn thích sống ở Việt Nam hơn bởi vì Việt Nam thì nó có gia đình nó có bạn bè nó có người thân của mình và cuộc sống mình đã quen với bên đó rồi và quê hương đất nước của mình à, cái tiếng cái ngôn ngữ này nó nữa đấy, rất là nhiều thứ đó, đối với mình thì mình vẫn thích sống ở Việt Nam hơn nói chung là cái này thì tùy theo quan điểm mỗi người nha sẽ có người vẫn là thích sống ở Nhật hơn đấy mình mình không nói được nha và đó chính là cái quan điểm cá nhân của mình thôi còn quan điểm của bạn thì sao hãy comment cho mình biết nhé